Bản tin thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Emco kem xóa nếp nhăn của công ty dược phẩm Tiên Khánh. Lúc này là 8 giờ tối chủ nhật và quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình để làm gì nhỉ? Hãy cùng nhau đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, khi tham gia chương trình Siêu thị may mắn thì những người chơi sẽ có cơ hội để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Giải đặc biệt của chương trình là một chiếc máy lạnh treo tường Alaska công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, block máy siêu bền, chế độ làm lạnh thông minh. Đây là những sản phẩm điện lạnh thương hiệu Alaska nhập khẩu từ Malaysia do siêu thị Điện Máy Hòa Bình ở 42 Võ Văn Tần, quận 3 cung cấp. Hoặc người chơi cũng có cơ hội để nhận được giải thưởng là một bộ massage và thẩm mỹ trị giá 20 triệu đồng. Giải thưởng thật hấp dẫn đúng không nào? Ai sẽ có cơ hội để sở hữu những giải thưởng này? Đó chính là một trong 10 người chơi của siêu thị may mắn. Chúng ta cùng chào đón 10 thí sinh của siêu thị may mắn. Xin chào 10 thí sinh của chương trình siêu thị may mắn. Những gương mặt rất tươi cười. Xin mời các bạn chúng ta cùng bước vào siêu thị của chúng tôi. Hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm mà chúng ta yêu thích nhất. Đây sẽ là những dấu hiệu dành cho tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hàng hóa trong siêu thị vô cùng phong phú. Mọi người hãy lựa chọn những gì mà chúng ta yêu thích. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các bạn. Các thí sinh đã lựa chọn được những sản phẩm mà họ yêu thích. Và những sản phẩm này sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các thí sinh ở từng vòng chơi. Và bây giờ xin mời tất cả người chơi chúng ta sẽ cùng ngồi xuống những bộ bàn ghế rất dễ thương mà siêu thị nội thất Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam cung cấp cho chương trình. Xin mời. Sẽ có 3 thí sinh cùng tham gia trong vòng thi đầu tiên. Và họ đang có những sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi lên màn hình, cùng chọn ra 3 thí sinh. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty Nhôm Inox Kim Hằng. Người thứ hai sẽ góp mặt ở phần thi này là ai đây? Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty Bidrico. Và thí sinh thứ ba sẽ tham gia ở vòng thi này là ai đây? Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm Vòng Xếp Trường Thọ. Xin mời 3 thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi.
Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với ba thí sinh đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Ngọc Anh Thư. Hiện tại thì mình làm nhân viên của phòng Customer Service của công ty cổ phần Ozone. Rất vui được đến với chương trình Siêu thị may mắn. Rất mong các bạn cổ vũ cho mình nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với bạn gái thứ hai. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Anh Đào, hiện đang là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, khoa Kế toán. Em rất vui khi được tham gia chương trình này. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh thứ ba, một chàng trai có chiều cao rất đáng nể. Xin mời bạn. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Lê Trung Đông. Mình hiện đang là nhân viên của California. Thưa bạn. Nào, hãy nhanh lên tham gia chương trình trả lời câu hỏi bằng cách gọi điện tới số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3 ở câu hỏi số 1 và Y là số người dự đoán của bạn ở câu thứ 2. Nhanh lên, hãy gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để sở hữu những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình và cùng tìm ra thêm hai thí sinh sẽ góp mặt ở phần thi này. Chúng ta cùng theo dõi lên màn hình nào. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm thực phẩm chay Âu Lạc. Và thí sinh thứ hai là ai đây? Đó là thí sinh có sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Chúng ta cùng nhau đến với vòng thi tiếp theo và chúng ta hãy cùng làm quen với hai thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu thị may mắn. Tôi tên là Hội Tâm, hiện là sinh viên năm cuối của trường kỹ thuật công nghệ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với người thứ hai. Xin mời chị. Tôi tên là Trần Thị Bảo Trúc. Tôi là hiện ở đang ở Gò Vấp và tôi là một nhân viên của marketing của một công ty hải sản. Tôi rất là may mắn đã và tham dự trong cái siêu thị may mắn này và hy vọng tất cả các vị khán giả và các bạn cùng ủng hộ cho tôi và các bạn của tôi. Chúng ta cùng nhau chào đón thêm hai thí sinh nữa có mặt trong vòng thi này và cùng dự thi với bạn Thanh Phương, người đã chiến thắng ở vòng thi trước. Ở vòng thi này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều bí mật ở trong 5 chiếc hộp ở phía dưới kia. Trong mỗi chiếc hộp sẽ là một sản phẩm mà tôi cũng không biết là gì. Tôi chỉ có những gợi ý dành cho những hộp này thôi. Mỗi hộp sẽ có 3 gợi ý. Trong mỗi 10 giây, tôi sẽ đưa ra một gợi ý. Ở gợi ý đầu tiên, nếu các bạn bấm chuông giành quyền trả lời, các bạn sẽ ghi được 200 điểm. Ở gợi ý thứ hai, số điểm còn 150 điểm. Và ở gợi ý thứ ba, số điểm sẽ là 100 điểm. Và các bạn nhớ là nếu như bấm chuông giành quyền trả lời mà trả lời sai thì chúng ta sẽ bị mất quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị khám phá những chiếc hộp bí mật này nhé. Gợi ý đầu tiên như sau: sản phẩm có nhiều năm liền đoạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Người thứ ba, bạn Thanh Phương đã đưa ra tín hiệu trả lời. Xin mời bạn. Theo em nghĩ là bóng xếp Trường Thọ. Chị nghĩ là bóng xếp Trường Thọ. Với gợi ý đầu tiên thôi là hàng Việt Nam chất lượng cao, rất nhiều năm liền đã đạt được danh hiệu này. Rất nhiều sản phẩm trong chương trình Siêu thị may mắn đều đạt được danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao và đạt liên tục nhiều năm. Tại sao chị lại khẳng định là võng xếp Trường Thọ? Tại em nghĩ là võng xếp là hàng Việt Nam chất lượng cao trong siêu thị này là... Và bây giờ thì chúng ta hãy thử xem ở trong chiếc hộp số 1 có phải là như chị dự đoán hay không nhé. Xin mời hộp số 1. Vòng xếp Trường Thọ, đa dạng về chủng loại, kích cỡ, chất lượng cao, phù hợp cho mọi đối tượng. Như vậy là chị đã có 200 điểm. Xin chúc mừng chị Thanh Phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp thứ hai. Gợi ý đầu tiên, đây là sản phẩm rất quen thuộc với các bà nội trợ. Như vậy là chị Bảo Trúc đã bấm chuông để giành quyền trả lời. Thông tin đưa ra còn rất mơ hồ mà chị đã giành quyền trả lời rồi. Chị hãy đưa ra dự đoán của mình xem nào. Sản phẩm mà thân thiết với bà nội trợ em nghĩ là chắc nhôm.
inox á, kim hằng. Nhôm inox kim hằng cũng có thể, bởi vì là rất nhiều những sản phẩm như là nồi niêu song chảo, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều những sản phẩm khác, ví dụ như dầu cũng là thân thiết với bà nội trợ. Chị đã đưa ra quyết định mà mới chỉ nghe gợi ý mông lung như vậy thôi. Chị có muốn thay đổi ý định không? Dạ không. Không muốn thay đổi ý định? Dạ không. Vậy thì hãy cho tôi biết xem hộp số 2 là gì ở bên trong. Vị nướng không dính kim hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất theo tiêu chuẩn của Mỹ. Sản phẩm được phủ chống dính, chịu nhiệt lên đến trên 300 độ C, là sản phẩm tuyệt vời dành cho người nội trợ. 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Vâng, như vậy là một câu trả lời chính xác. Công ty nhôm inox kim hằng có rất nhiều sản phẩm mà các bà nội trợ yêu thích. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá hộp số 3. Bạn Hoài Tâm cố gắng lên nhé. Từ nãy giờ tôi chưa thấy bạn trả lời được câu nào cả. Bây giờ thì tôi sẽ đưa ra gợi ý của hộp thứ 3. Đây là một món ăn nhẹ. Lần này thì bạn Hoài Tâm đã bấm chuông giành quyền trả lời. Xin mời bạn. Nghĩ đó là thức ăn nhanh tuyển ký. Thức ăn nhanh tuyển ký. Ngoài ra còn rất nhiều những sản phẩm khác cũng được xếp vào là thức ăn nhẹ. Mà tại sao bạn lại chọn lựa là tuyển ký nhỉ? Khi ăn nhẹ là thường là những món mặn. Nghĩ là tuyển ký là một trong những cái món mặn mà mình ăn nhanh được. Như vậy bạn đã khẳng định trong hộp số 3 là sản phẩm của thực phẩm tuyển ký. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng là một đáp án này chưa chính xác. Vâng, xin mời chị Bảo Trúc. Em nghĩ món nhẹ thường thường là bánh. Bánh? Bánh, thế là bánh. Nhưng mà là bánh gì ạ? Nó có bánh thể... ngọt hay bánh mặn hay là... Thường thường là bánh ngọt dễ bảo quản ở nhà hơn. Thường là bánh ngọt dễ bảo quản ở nhà hơn. Bây giờ thử xem nhỉ. Hãy cho tôi biết trong ô số 3, trong hộp số 3 này là sản phẩm gì đây? Bánh bông lan kem Solo được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Như vậy là chị cũng đã đưa ra câu trả lời chính xác và chị đã có 200 điểm ở gợi ý đầu tiên. Bây giờ sẽ là hộp số 4 và gợi ý trong hộp số 4 như sau. Đây là một sản phẩm có hình dạng bên ngoài là hình chữ nhật. Chị Thanh Phương đã bấm chuông giành quyền trả lời. Nghĩ đó là phở lẩu ạ. Bên lẩu. Ngoài là hình chữ nhật, hình dạng bên ngoài là chữ nhật và chị đoán là lẩu. Vâng. Tôi phải nói rằng chưa phải là câu trả lời chính xác. Có ai trả lời tiếp không ạ? Bạn Hoài Tâm. Xin mời Hoài Tâm. Đó là thuốc Tidol. Thuốc Tidol Plus. Bạn nhìn thấy hình dạng của hộp thuốc để bên ngoài và bạn nghĩ rằng đó là hộp thuốc sao? Ở trong ô số 4 là hộp thuốc sao? Tôi nghĩ là vậy. Bạn nghĩ là vậy. Và tại sao bạn không đợi nghe thêm một gợi ý nữa rồi hãy đoán nhỉ? Và bạn đoán sớm quá, đoán như vậy chưa chính xác. Lúc này chị còn mình chị Bảo Trúc thôi. Chị có muốn đoán liền hay là muốn nghe thêm gợi ý? Em muốn chắc ăn hơn. Muốn chắc ăn hơn. Bây giờ chỉ còn mình chị có quyền dự đoán thôi. Gợi ý thứ hai. Sản phẩm này giúp người nội trợ hiện đại chế biến thức ăn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian. Em nghĩ chắc là một là lò nướng hay là lò vi ba. Một là lò nướng. Hai là lò vi ba. Chị ở nhà có sử dụng sản phẩm này không? Lò nướng hoặc là lò vi ba chưa dạ sử dụng có. Ở nhà em hay sử dụng lò nướng và thời buổi bây giờ là ai cũng sử dụng những thế thức ăn mà chế biến nhanh cho nên là nhà nào cũng phải có ít nhất là lò vi ba hoặc là nướng. Và những sản phẩm da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Và bây giờ một hình ảnh cuối cùng đằng sau chiếc muỗng và đĩa. Như vậy là chị Linh Giang đã giành quyền trả lời. Dạ em xin đoán là nhôm kim hằng. Nhôm inox kim hằng, xem đúng hay không? Xin chúc mừng! Nhôm kim hằng, sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà. Chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ. 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Như vậy là bạn đã ghi thêm 100 điểm, xin được chúc mừng! Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã có những số điểm như sau. Bạn Linh Giang có số điểm là 900 điểm. Chị Tuyết Anh có số điểm là 700 điểm. Và bạn Yên có số điểm là 800 điểm.
Như vậy bạn Linh Giang có số điểm cao nhất trong 3 thí sinh và bạn là người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Và bây giờ xin mời Tuyết Anh và bạn Yên cùng bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Sau vòng thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được số điểm như sau. Chị Tuyết Anh nhận được giải thưởng là 700.000 đồng. Và bạn Yên nhận được giải thưởng qua những vòng chơi của bạn là 1.700.000 đồng. Cả hai thí sinh còn được nhận những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Chiến Thánh. Xin được chúc mừng hai bạn. Bảy ngàn ba trăm hai mươi, 5.280, 5.281. Ôi, tôi cũng đang thử dự đoán xem là liệu trong tuần này sẽ có bao nhiêu người tham gia với chương trình Siêu Thị May Mắn đây. Quý vị hãy cũng thử dự đoán nhé. Và càng đưa ra nhiều con số dự đoán, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Và điều quan trọng là nhớ trả lời cả hai câu hỏi của chương trình đấy. Tôi sẽ nhắc lại đây. Câu hỏi số 1 đó là: chợ Kim Biên là một ngôi chợ có lịch sử rất lâu đời ở thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được thành lập vào những năm khoảng 1778. Theo bạn, chợ Kim Biên là do ai lập nên? Có hai đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là do Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Và đáp án số 2 là do những người Minh Hương. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai nữa. Tôi nói nhỏ, đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 nhé. Cơ hội trúng thưởng đang thuộc về tất cả quý vị. Giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Và quý vị còn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn nữa. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi đi. Và tôi xin nhắc lại, càng đưa ra nhiều con số dự đoán, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, bây giờ thì hãy tiếp tục đến Siêu Thị May Mắn, mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và cùng hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người có mặt ở vòng đặc biệt trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Sao trái tim thăng hoa, không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dù. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta ngỡ mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dù. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta ngỡ mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Siêu Thị May Mắn. Xin cảm ơn những chàng trai của nhóm La Thăng đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Và những chàng trai trong nhóm La Thăng đã cho chúng ta biết những điều bí ẩn ở đằng sau những ô cửa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở về vị trí để chuẩn bị khám phá nhé. Xin mời. Chị Linh Giang thân mến, bây giờ chị đang có 900 điểm. Và trong những ô cửa kia có những số điểm như sau: 300 điểm, 500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, 20.000 điểm và ô cửa 3 số 0, ô cửa bất ngờ. Chị dùng số điểm của mình đang có đặt vào trong các ô cửa. Nếu mở cửa ra, điểm bên trong ô cửa cao hơn điểm của chị sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu thấp hơn điểm của chị thì điểm của chị sẽ được nhân đôi. Và chị tìm cách để nâng cao số điểm của mình cho tới được 5.000 điểm. Và chị đặt vào đúng ô cửa 20.000 điểm là ô cửa đặc biệt. Cửa mở ra, giải thưởng sẽ thuộc về chị. Nhưng nếu chị đặt vào ô cửa 3 số 0 thì cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức và điểm của chị sẽ bị chia đôi. Chính vì vậy chị hãy thật cẩn thận khi lựa chọn những ô cửa. Chị có thể dùng trực giác của mình
hoặc là có thể nhờ khán giả tư vấn để chọn ra những ô cửa may mắn cho mình. Thì sẵn sàng rồi chứ? Dạ, em sẵn sàng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các ô cửa. Ô cửa đầu tiên chị muốn khám phá là ô cửa nào? Số mấy ạ? 3, 5, 6. Có một anh đứng dậy rất nhiệt tình, giơ hai tay, mỗi tay một ngón. Vậy thì là 1 hay 2 hả anh? Anh giơ hai tay mà còn rung nữa. Dạ, em xin đoán là anh đưa hai tay và em thấy con trai của em phía dưới nó đưa số 1. Như vậy em nghĩ mình tôn trọng ý kiến của quý vị khán giả và con trai của em quyết định chọn ô cửa số 3. Chị quyết định chọn ô cửa số 3. Bây giờ thì ba thí sinh mà chưa tham gia vòng thi nào, chúng ta hãy cùng nhau dự đoán số điểm trong ô cửa số 3. Nếu như dự đoán đúng thì mỗi thí sinh sẽ được nhận giải thưởng 200.000 đồng. Bây giờ thì xin mời các thí sinh sẽ cùng đưa ra lời giới thiệu và dự đoán cho những ô cửa này. Dạ, tôi tên là Trần Vũ Ái Quốc, hiện đang công tác tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Tôi xin dự đoán ô cửa số 3, 2.000 điểm. Anh Quốc đoán ô cửa số 3 là ô cửa 2.000 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Dạ, em tên là Dương Ngọc Nhi, em đang công tác tại trường Cao đẳng Bách Việt. Bạn Nhi đoán ô cửa số 3 bao nhiêu điểm ạ? Dạ, 500. 500 điểm. Và bây giờ thì xin mời người thứ 3. Dạ, em là Đinh Thị Tuyết Vân, hiện đang công tác tại trường Mầm Non 7. Em dự đoán ô số 3 là... Dạ, 300. Bạn Vân dự đoán ô cửa số 3 là 300 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá ô cửa số 3, xem ai sẽ là những người vui mừng nhé. Bây giờ thì hãy cho tôi biết cửa số 3. Lẩu Pisco, lẩu tứ thiệt, gói nước dùng được tinh chế từ hải sản và các loại gia vị, tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Pisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? À, có 2 số 0 1. Nếu như còn 1 số 0 nữa là cuộc chơi sẽ phải ngưng lại. Dạ, phải chấp nhận thôi ạ. Phải chấp nhận thôi. Cho tôi biết chữ số cuối cùng. Tròn tròn. Và 500 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là số điểm của chị được nhân đôi, chỉ có 1.800 điểm. Và một người chơi đã dự đoán đúng ô cửa số 3, 500 điểm, đã là người nhận được giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Và cả 3 thí sinh cũng sẽ được nhận phần quà của chương trình. Xin được chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở ô cửa tiếp theo chứ. Em xin chọn ô cửa tiếp theo. Số mấy? 6. Số mấy ạ? Tôi nghe dạ, có người nói. Có thể cho em hỏi ý kiến con trai em như thế không ạ? Vâng, xin mời chị. Dạ. Số mấy? Con dạ. Trai chị nói là số 1 đi mẹ. Dạ, trong bản đăng ký thì em có ghi là người yêu thích nhất là con trai. Như vậy mẹ tôn trọng ý kiến của con, mẹ chọn số 1. Và bây giờ một cơ hội dành cho một vị khán giả đang ngồi theo dõi ở khán đài. Hãy dự đoán xem ô cửa số 1 là ô cửa bao nhiêu điểm. Rồi xin mời bạn gái mặc áo trắng. Xin mời bạn. Em xin đoán ô số này là 300. Và bây giờ xem bạn có nhận được phần quà của chương trình hay không, và chị Giang có nhân được số điểm của mình hay không nhé. Chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa số 1. Bánh bông lan kem Solo được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 2 số 0. Lại một lần nữa 2 số 0, nhưng không biết là 300 hay là 3 số 0 nhỉ? Chúng ta cùng xem. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 300 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là con trai của chị đã tư vấn cho chị rất chính xác, lựa chọn được ô cửa 300 điểm. Số điểm của chị lúc này là 3.600 điểm. Và bây giờ thì chị hãy lựa chọn tiếp một ô cửa thấp hơn số điểm của chị đang có để tiếp tục tăng số điểm của mình lên. Câu mấy ạ? Bên kia thì 6, bên này thì 5.
có cần phải hỏi số mấy? Dạ em chọn dạ em chọn số 5 ạ. Bây giờ thì tôi sẽ dành một cơ hội cho khán giả đang theo dõi ở bên kia. Các bạn hãy dự đoán xem ô cửa số 5 này là ô cửa bao nhiêu điểm. Xin được mời bạn ngồi vị trí thứ 3 ở tầng dưới. Xin mời bạn. Anh sẽ nói ô số này 3.000 điểm. Bạn đoán ô này 3.000 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy thử xem ô cửa số 5. Yeah. Xin mời cửa số 5 mở. Bàn làm việc bằng gỗ veneer kết hợp với ghế làm việc bằng da màu kem, thích hợp cho văn phòng công ty hoặc phòng làm việc cá nhân. Ngoài ra, bàn còn có hai thùng chạy ở hai bên giúp người dùng có thể lưu trữ và sắp xếp hồ sơ được ngăn nắp. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và số điểm ở trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Chúng ta cùng theo dõi. 3.000 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là bạn trai của chúng ta cũng đã có dự đoán đúng. Bạn được nhận một phần quà của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Như vậy lúc này số điểm của chị tăng lên là 7.200. 7.200 nếu như chị đạt vào ô cửa đặc biệt là chị sẽ giành chiến thắng. Chị có tiếp tục hay không? Mấy? Thành phần chứa paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau đầu nhanh chóng, không gây buồn ngủ. Với caffeine giúp giảm đau nhanh hơn và tỉnh táo sảng khoái. Ngoài ra, Bidon Plus còn giúp giảm đau răng, đau lưng, đau sau chấn thương. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và số điểm trong ô cửa này là 3 số 0. Thật may mắn đúng không nào? Nếu như mà chị chọn vào ô cửa này mà mở ra thì điểm của chị bị chia đôi, còn có 3.600 mà thôi. Như vậy thì chị rất may mắn và chị đã bảo toàn được số điểm của mình là 7.200 điểm. Và bạn gái đã dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá những ô cửa còn lại. Hãy mở giùm tôi cửa số 4. Máy lạnh treo tường Alaska, sản xuất tại Malaysia, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, block máy siêu bền, chế độ làm lạnh thông minh, làm trong lành không khí, tiết kiệm điện năng. Số điểm của ô cửa này là ô cửa 20.000 điểm. Đây là giải đặc biệt của chương trình. Và chị không lựa chọn ô cửa này, như vậy giải thưởng này chưa thực với chị. Nhưng chị đã có giải thưởng rất lớn là 7.200 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 6. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng, mát mẻ khi sử dụng. Số điểm trong ô cửa này là 2.000 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá cả 6 ô cửa của chương trình và chị đã có số điểm thưởng là 7.200 điểm. Xin chúc mừng chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Sau vòng đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn ngày hôm nay, chị Linh Giang đã nhận được giải thưởng trị giá 7.200.000 đồng. Và ngoài ra chị còn được nhận thêm một phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng chị và chị đã có rất nhiều niềm vui. Gặp lại.